Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, những phi vụ vượt ngục với kế hoạch tinh vi, không chút kẽ hở, tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những bộ phim hành động. Thế nhưng trên thực tế, để có thể vượt được ngục, những kẻ trốn chạy sẵn sàng, chịu khổ còn hơn cả nếm mật nằm gai. Có kẻ chui xuống hầm cầu nhà vệ sinh, ngâm mình trong nước thải, chỉ nhô lỗ mũi lên để thở và che bằng một miếng giấy. Mới đây nhất, phải kể đến sự việc gây rúng động dư luận khi đối tượng Bùi Văn Tuấn sợ phải nhận mức án lên đến 20 năm tù, lợi dụng sơ hở của trại giam, đối tượng này đã trèo qua tường trốn trại. Sau 16 ngày lần trốn, đối tượng về nhà nhận đồ tiếp tế để tàu thoát sang Lào. Hành trình 16 ngày truy bắt đối tượng vượt tường trốn trại Đại tá Trần Mạnh Hải, trưởng phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Hòa Bình cho biết, những ngày truy bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1991, chú xã Thành Hối, Tân Lạc, Hòa Bình, các trinh sát công an tỉnh phải sới tung nhiều nơi, truy tìm từng dấu vết dù là nhỏ nhất. Theo Đại tá Hải, ngày 8 tháng 10, sau khi Bùi Văn Tuấn bỏ trốn khỏi trại tạm giam, các trinh sát lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã tỏa đi khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Bất cứ nơi đâu được nghi ngờ là nơi ẩn náu, lần trốn của đối tượng, các trinh sát lại lên đường bên cạnh đó, ban giám đốc công an tỉnh đã giao cho phòng cảnh sát hình sự chủ trì khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ và phát lệnh truy nã đặc biệt khẩn trương truy bắt đối tượng này. Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, quá trình thực hiện chuyên án, ban chỉ đạo chuyên án đã thành lập nhiều tổ công tác, chia làm nhiều mũi để trinh sát ra mình nơi ẩn nấp, lẩn trốn của đối tượng. Bùi Văn Tuấn là kẻ lừa đảo có mối quan hệ xã hội phức tạp từng là mang sinh sống, học tập ở nhiều địa bàn nên các mối trình sát như những con thoi theo dấu vết. Tại sân Tây Hà Nội, nơi đối tượng từng đóng quân trong thời gian tái ngũ, các trình sát tìm đến nhưng không thấy Tùng Tích, sau đó lại tìm về Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương. Nơi nào Tuấn từng ở, từng đến, từng làm việc là các trình sát có mặt để sửa tung, truy tìm từng dấu vết dù là nhỏ nhất về kẻ trốn nã. Khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 10, sau 16 ngày lấn trốn, ban chuyên án đã xác định Bùi Văn Tuấn xuất hiện tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Nắm rõ chính xác đối tượng đang trong nhà bố mẹ đẻ, các mũi trinh sát khép kín vòng vây, hàng chục cán bộ, chiến sĩ bao vây xung quanh nhà. Thời điểm các trinh sát ập vào nhà, Bùi Văn Tuấn đã thủ sẵn ba lô và cùng với số tiền 1,5 triệu đồng mà mẹ chuẩn bị cho hành trình bỏ trốn tiếp theo. Sau khi ra lưới, Bùi Văn Tuấn khai nhận lợi dụng sơ hở của trại giam để treo tường trốn trại. Quá trình lẩn trốn, Tuấn di chuyển nhiều nơi và không dùng bất cứ một phương tiện gì khác, không dùng điện thoại để liên lạc với bất kỳ ai. Đối tượng khai, trở về nhà với mục đích để nhận đồ tiếp tế của gia đình rồi bỏ trốn sang Lào. Động cơ bỏ trốn khỏi nơi giam giữ là do lo sợ sẽ nhận mức án cao lên đến 20 năm tù với các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức đã gây ra. Trước đó, Tuấn đã thực hiện hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng của người khác và thực hiện hành vi làm giả giấy đăng ký ô tô để qua mặt cơ quan chức năng. Ban chuyên án Công an tỉnh Hòa Bình nhận định, việc bắt giữ Bùi Văn Tuấn trong quá trình tiếp tục chuẩn bị lần trốn là một nỗ lực rất lớn. Đối tượng là người có kinh nghiệm hoạt động trong vùng rừng núi, có khả năng tự sinh tồn trong điều kiện khó khăn rất tốt. Trong quá trình bỏ trốn, Tuấn Chỉ đi bộ chứ không có đi các phương tiện khác. Nếu để Tuấn thoát khỏi vòng vây, trốn vào các vùng rừng núi cao hoang vu của Tân Lạc Mai Châu, đối tượng sẽ dễ dàng tẩu thoát sang Lào. Nhắc đến những cái tên cộm cán trong các vụ trốn chạy đặc biệt nguy hiểm, hẳn quý khán giả chưa thể quên được cái tên Triệu Quân Sự với 4 lần trốn chạy thành công gây chấn động dư luận. Thế nhưng dù có tinh vi xảo quyệt đến đâu, đối tượng này cũng không thể chiến thắng được tài trí, sự nhanh nhạy và chuyên nghiệp của lực lượng chức năng. Triệu quân sự lĩnh bản án thứ tư về tội trốn khỏi trại giam Theo hồ sơ, triệu quân sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trung thân tại trại giam quân sự khu vực miền Bắc, Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo tại trại, triệu quân sự đã thiếu rèn luyện, tu dưỡng, không cố gắng cải tạo tốt để sớm nhận được sự quan hồng của pháp luật. Khoảng cuối tháng 5 năm 2022, sự nảy sinh ý định trốn trại nên chuẩn bị sẵn một đôi giày vải bộ đội và một bộ quần áo mưa của phạm nhân. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, lợi dụng sơ hở, chiếu quân sự đã trốn khỏi trại giam. Trong quá trình trốn trại, sự nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể, lần thứ nhất khoảng 2 giờ, ngày 1 tháng 6 năm 2022, khi đến địa phận thôn 6, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, sự trèo qua hàng rào sắt vào sân nhà ông Phạm Đăng Lờ trộm cắp một chiếc xe đạp vác lên vai trèo ra ngoài. Sự đạp xe đạp vừa lấy được đi trên quốc lộ 217 hướng ra quốc lộ 1A. Khi xe đạp bị hỏng, sự vứt chiếc xe đạp này vào bụi cây bên đường. Lần thứ hai, khoảng trưa ngày 1 tháng 6 năm 2022, sự đi đến thôn Kim Tiên, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, vào nhà anh Vũ Khắc Đê, lấy trộm một chiếc xe đạp của bà Nguyễn Thị Lờ là mẹ anh Đê, đạp xe ra quốc lộ 217, hướng đi quốc lộ 1A. Khi đi đến địa phận thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, xe đạp bị thủng xăm không đi được, nên sự dắt xe vào quán sắt vụn nhà ông Lê Văn Nờ bán được 100.000 đồng sau khi có tiền, sự vào quán của bà Hoàng Thị G ở khu vực gần chợ vừng mua hai cốc chè thập cẩm hết 20.000 đồng. Sau đó, sự đi cắt ngang qua quốc lộ 1A, qua đường sắt tàu hỏa, cởi chiếc áo mưa màu xanh đen bỏ vào bụi chuối trong vườn nhà người dân ở khu cầu cừ, thôn Niên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, ngồi ăn chè tại đây. Ăn xong, sự quay lại khu vực cổng chợ vừng thì bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ và bàn giao cho trại giam quân sự khu vực miền Bắc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, trong quá trình trốn chạy khỏi trại giam, triệu quân sự còn vào nhà một số hộ dân trên địa bàn trộm dép nhựa, quần áo, ổi để ăn. Nhân thân của bị cáo được thể hiện trong hồ sơ vụ án như sau. Triệu quân sự có 4 tiền án về các tội đoạt mạng người, cướp tài sản, đào ngũ vào năm 2013, trốn khỏi nơi giam năm 2014, trốn khỏi nơi giam, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản năm 2016 trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản vào năm 2020. Cụ thể, năm 2012, khi đang là quân nhân thuộc khuôn khu 1, sự thường xuyên trộm cắp vặt và có hành vi đào ngũ. Trong quá trình đào ngũ, để có tiền để tiêu xài, chơi game, sự đã sát hại nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, Hà Nội, cướp nhẫn, bông tai vàng. Sau đó, sự bị bắt khi tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên. Đầu năm 2013, Tòa án quân sự quân khu 1 đã tuyên phạt sự tù trung thân với ba tội, sát hại người, cướp tài sản và đào ngũ. Năm 2014, khi đang chấp hành án tại trại giam quân sự khu vực miền Bắc, lợi dụng lúc quản giáo cho nghỉ giải lao trong giờ lao động, sự đã treo qua tường rào chạy và trốn chạy. Sau khi bị bắt, triệu quân sự đã bị tuyên phạt 3 năm về tội trốn khỏi nơi giam, tổng hợp hình phạt chung là trung thân. Cuối năm 2015, khi đang chấp hành án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, sự cùng một phạm nhân khác đã lên kế hoạch và cưa song sắt cửa sổ buồng giam để trốn thoát. Triệu quân sự bị toán quân sự quân khu 5 tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả hai tội là 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt trung thân tại bản án trước, vua bị cáo triệu quân sự phải chịu hình phạt chung là tù trung thân. Đến năm 2020, khi đang chấp hành án tại trại giam quân sự miền Trung, sự một lần nữa thực hiện hành vi trốn khỏi nơi giam. Sau lần về cục này, triệu quân sự đã bị tòa án quân sự quân khu 5 xét xử và tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp chung cho các bản án, buộc sự phải chấp hành hình phạt tù trung thân. Tại phiên tòa ngày 25 tháng 11 năm 2022, bị cáo triệu quân sự khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trong lời nói sau cùng, bị cáo cảm thấy hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, gây hoang mang tư tưởng cho các phạm nhân khác. Sau khi được hội đồng xét xử phân tích, giải thích về các hành vi phạm tội, bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình và xin hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo an tâm tư tưởng cải tạo, sớm trở về với gia đình. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo đã có 4 lần trốn khỏi trại giam, thể hiện sự coi thường và bất chấp pháp luật, trong quá trình trốn chạy, Triệu Quân Sự đã nhiều lần thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản. Việc trốn chạy của bị cáo đã gây nên sự hoang mang, lo sợ của nhân dân trên các địa bàn sự lẫn trốn. Hơn nữa, hành vi trốn chạy của sự cũng gây tác động không tốt đến tâm lý cải tạo của các phạm nhân khác. Sau khi lập luận, phân tích về hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo triệu quân sự từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng về tội trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, bị cáo là người có nhiều tiền án và đang chấp hành án hình phạt tù trung thân về tội đặc biệt nghiêm trọng và của nhiều bản án. Trong quá trình chấp hành án, bị cáo không thể hiện sự ăn năn, hối cải, không có ý thức cải tạo tốt để sớm có cơ hội nhận được sự khoan hồng của pháp luật và trở về cộng đồng mà đã liên tục tìm cách trốn khỏi nơi giam khi thực hiện được hành vi trốn khỏi nơi giam bị cáo còn nhiều lần phạm tội trộm cắp tài sản bị cáo là phạm nhân đang chấp hành án về tội phạm đặc biệt nguy hiểm việc trốn khỏi nơi giam của bị cáo đã làm cho nhân dân địa phương trong nhiều khu vực nơi bị cáo lẩn trốn luôn trong tình trạng bất an lo sợ làm cho các cơ quan chức năng phải mất nhiều thời gian công sức để vây bắt. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây hoang mang trong dư luận xã hội và gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, quá trình cải tạo của các phạm nhân khác. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Toán quân sự, quân khu 4 đã tuyên phạt bị cáo triệu quân sự 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp mức hình phạt cho cả hai tội là 6 năm tù tổng hợp với bản án số 02-2020 HSST ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Tòa án Quân sự Quân khu 5, buộc bị cáo triệu quân sự phải chịu hình phạt là trung thân. Hành vi trốn chạy là hành vi đặc biệt nguy hiểm tới trật tự xã hội, đặc biệt ảnh hưởng tới đời sống tinh thần của người dân, thể hiện sự coi thường pháp luật. Song dù có tinh vi đến đâu, những đối tượng này cũng không thoát được lưới pháp luật, tra tay cổng số 8, trả giá cho tất cả hành động mình đã gây ra quay trở lại với hành trình 16 ngày truy bắt đối tượng vượt tường trốn chạy, liệu đối tượng trên sẽ phải đối diện với mức án nào, chúng tôi sẽ cập nhật khi có tin tức mới nhất, còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.